Listening, speaking, reading. Nghe nó rất là Việt luôn. Bây giờ mình sẽ cố gắng sửa lại nhé. Speaking, reading, listening. Khi mà từ có hai âm tiết ấy, thì mọi người sẽ nói cho mình cho dấu sắc vào từ đầu tiên và dấu a à vào từ đằng sau. Mình sẽ không đọc là reading, mình phải đọc là á à, à. Reading, đó nhá. Reading, speaking, listen, đó, mà nhớ nhá. Á à, á à, á à, à. Bây giờ thử cái á à trước thôi, thử hằng. Can you try listening, speaking, reading? Listening. Yes, good. Speaking. Yes. Reading. Reading, so very good.